Ai thời kỳ cấp 7, mỹ nhân này rất giống với bức họa trước đây ta thấy, là bản tu hay chỉ là với bờ ngồi thôi. Đủ rồi đấy, ngươi không được ngắm nàng nữa, mỹ nhân là của ta. Đi nào, ra ngồi bình tĩnh lại đi, buông cổ áo của tôi ra, tôi không thở nổi. Giang Nhân Hồ, ngươi nhìn thấy mỹ nhân mà không có cảm xúc gì sao? Cảm xúc thì cũng rất đẹp đó, thế thôi ta thấy nữ tử trong Kim Mốc là người xinh đẹp nhất thôi. Thế thôi, thế thôi, người không cảm thấy nàng phải thuộc về người sao? Cảm xúc dâng trào không ngừng. Không, Giang huynh, Giang Nhân Hồn, tâm tính vượt qua cả người thường. Người này ngươi tìm thấy ở đâu? Lúc trước ở Tây Thú, tôi một mình vào sâu trong rừng rậm, ngộ ý muốn lại phát hiện ra một vị mỹ nhân như thiên tiên ngủ say trong cổ thụ. Ta tự giả thất thân thở làm phàm thai, không xứng để chạm vào mỹ nhân, liền dùng hư không tháp lực đem mỹ nhân mang vào hồn cung, xây dựng kim ốc đỡ mỹ nhân được an yên. Mối quan hệ của nữ nhân rất lớn, ta đi một chuyến tới Hồng Trần tịnh thổ có chút việc phải xác nhận. Ta hy vọng hai vị hồng quân giữ vững bản tâm, đừng có đổi xa đọa sắc đẹp của nàng. Còn vừa không khổng hổ giúp ta gác cổng, trước khi quay lại đừng có đỡ bất kỳ ai đi vào. Dạ. Đơ phong ngộ nhớ, vẫn nên bố trí trận thủ bảo vệ nơi này. Dân huynh, huynh từ khi nào học được bố trận vậy? Huynh không phải đã hoàn toàn từ bỏ tu tiên bất ngờ rồi sao? Giang ca tu vi cực cao, chiến lược rất mạnh, nhưng đối với trận pháp luyện đan khí, luyện khí lại không tới khai thông, có hợp thế nào cũng chịu chết. Giang Nhân Hồn, ngươi trận pháp của người á, thiên phú của người có chút, thôi bỏ đi, không học nữa. Lấy được từ lão Bạch ra, lấy toàn bộ đầu giữa và miếng ngọc mà tông chủ đạo tông tặng cho ta. Cửu Châu Tây vừa có hai đại tông môn được chú ý nhất, một là Phật môn Từ Bi Vi Hồi, một là Hồng Trần Tịnh Thổ. Chỉ có nữ tử Phật môn vì công đức làm việc thiên cho thiên hạ, từ kiếp sau phúc báo được nhiều người biết tới. Hồng Trần Tịnh Thổ gần như ẩn hết, ẩn thở ít, có người ra ngồi, người đời chỉ nghe tên không thấy người. Cho nên có rất nhiều truyền thuyết liên quan đến Hồng Trần Tịnh Thổ. Trong truyền thuyết, Hồng Trần Tịnh Thổ tổ sư mỹ mạo tuyệt trần, khiến cho Phật tổ cũng phải dao động. Dẫn ly ta mạo phạm đến thăm Hồng Trần Tịnh Thổ, mong thứ lỗi. Thanh Dục Đạo Cô, Tịnh Tâm Thánh Nữ. Nhạ, Giang Nhân Hồn, phong thái vẫn như cũ, tiêu diêu tự tại, khiến tịnh tâm phải siêu lục. Bởi kiến tịnh tâm thánh nữ, ngươi cũng biết là mạo phạm đến thăm nơi đây, vậy thì thứ lỗi không tiếp đãi. Sư tôn, Giang Ly, Giang Nhân Hồn tới thăm. Chúng ta nào có thể vô lý như thế? Từ việc nhiều năm, tịnh tâm thánh nữ vẫn ôn nhu như vậy. So với một vị đạo cô cố tình gây sự thì mạnh mẽ hơn rất nhiều. Nhỏ nhịn nào, người không đắm nổi hắn đâu, không đắm nổi đâu. Tử vi cũng hy vọng trong môn của nàng đều đã vượt qua sư tôn của nàng. Sao nàng không làm chứng giáo đi? Bởi vì danh hiệu tịnh tâm đạo cô không hay. Vị trưởng giáo Thanh Dục đạo cô của Hồng Trần Tịnh Thổ này, lúc trước ái mộ một vị Phật tử ở Tu Di Sơn, nhưng Phật tử kia lại tâm thuộc bất chính, cho nên bị ta chém giết. Từ đó nàng ta càng hận ta. Ta nói này, ngươi là gặp phải người không tốt thì sao lại cứ đổ lỗi cho ta vậy? Sư tôn, năm đó tiên thủ của Hồng Trần Tịnh Thổ chúng ta sắp chết, cũng nhờ có Giang Nhân Hồn cứu giúp cả mà. Ngươi nhắc đến chuyện này, ta càng điên ruột hơn. Lúc trước ta tre thưởng cho thiên hạ, người có sống tiên thủ có thể tùy ý chọn một món bảo vật trong kho bảo của bổn tông môn. Ngươi đã làm được rồi thì ta cũng tuân thủ ước lệ. Nhưng ngươi lại muốn đi chìa khóa của kho bảo, khiến đệ tử trong Hồng Trần Tịnh Thổ không thể không xuống núi nghĩ biện pháp kiếm tiền. Ồ, nghe nói bởi vậy mà tạo nên rất là nhiều câu chuyện tình yêu đáng ca đáng khóc nhỉ?
Không phải cũng nên cảm ơn ta sao? Ngươi... Mà còn nữa, chìa khóa ta cũng đã trả lời cho ngươi rồi mà. Ngươi cầm đi 10 năm liền mới trả lời. 10 năm đấy. Sư tôn, nếu không phải ngươi lúc đó chối nhạo dân nhân hoàng cả trong tối lẫn ngồi sáng, thì ngài cũng không cố ý mà cầm chìa khóa kho bảo đi. Đừng tưởng rằng cửu sống tiên thủ là muốn ta mang ơn đấy. Mà nhớ tới kho bảo của mấy người, tôi từng thấy một bức họa trong đó. Bức họa chỉ tồn tại ở hồng trần tịnh thổ kia. Dùng nhà người trong bức họa làm cho ta kinh vi thiên nhân. Ta luôn có ấn tượng sâu đậm với nó. Người trong bức tranh đó là sư tổ của chúng tôi, hồng trần tiên tử. Khi tháng trời thành tiên còn chưa độn tiệc, có một vị tiên tử đã hạ phàm. Tiên tử mỹ mạo như thánh, mỗi từ mỗi cử chỉ đều có mỹ lực khác nhau. Dù nam hay nữ hay đã đủ kiếp kỳ, cũng không cản được mỹ lực của tiên tử. Nghe nói dung mạo của tiên tử đã khiến nhiều cao nhân tiên giới không ngần ngại ra tay. Tiên tử bất đắc dĩ mới chạy tới cổ châu, không trở vào tiên giới nữa. Nhưng đi đến đâu họ vẫn tranh chấp không dừng. Tiên tử đành phải lấy tiên lực để bình phục tranh chấp. Đạo tôn hạt hố thạch tự mình đi tới đến cược để được ngắm chân dung nàng. Thấy được nàng mà không khỏi cảm thán, cho rằng vị tiên tử chính là mỹ thiên đạo. Tiên phàm ở trước thiên đạo đều là chó, làm sao có thể ngăn cản mỹ lực của thiên đạo chứ. Hậu tiên tử ở phía tây mở ra hồng tròn thịnh thủ, thủ xưng hồng tròn tiên tử. Ta nghi ngờ rằng ta đã gặp được vị quý tông tổ sư mà nàng ta đã sống lại rồi. Cho nên, ta nghi rằng vị ta gặp ở mộng giang hồn triều kia chính là quý tông tổ sư. Chỉ là ta cũng biết rằng quý tông tổ sư đã sớm mất. Cửu châu chỉ được ghi qua chuyện luân hồi chuyển thế, nhưng chưa bao giờ mà nghe nói đến chuyện người biết sống, người chết sống lại được. Nhưng tổ sư của chúng ta không thể nhìn bằng cách thường. Chính xác, giang ta chỉ là người ngồi, không tiện chiếm ngưỡng dung nhan quý tông tổ sư. Xin mời hai vị đến lăng mộ xem xét tiên thở của quý tông tổ sư. Giang nhân, giới nhân hồn sao lại nói vậy? Tự một người, một khác người cứu sống tiên phụ. Người đã chính là ân nhân của hồng trần tỉnh thổ chúng tôi rồi. Mời qua bên này đi. Ân nhân sao lại là người ngồi được chứ? Được thôi. Vì phòng ngừa tiên thở của tổ sư bị người ta lấy đi, tổ sư được phong ấn ở trong thủy tinh. Phong ấn chỉ có mình tổ sư mới có thể hóa giải. Nhất định sau khi tổ sư sống lại đã tự mình rời đi. Quả nhiên trong kim ốc chính là tổ sư của các vị. Vậy mà thật sự có chỉ người sống chết lại sao? Không biết trạng thái hiện giờ của tổ sư ra sao? Đã hoàn toàn khôi phục trí nhớ hay là dựa vào bản năng mà hành động? Tịnh tâm, ngươi cùng giáng nhân hồn mau mau đến chỗ bổn giáng hồn kiểm tra tình huống đi. Dạ. Đúng là hồng trần tổ sư. Sao tịnh tâm thánh nữ lại ở cùng giang huynh? Ngắm bí đối như thế mà không bị hớp hồn sao? Ta có thể cảm nhận được có một mối tương liên với huyết mạch của tổ sư. Có thể đại khái hiểu đây là nguyên nhân người có thể ngăn cản mỹ lực của tiên tử. Hóa ra thánh nữ là hậu nhân của tiên tử sao? Hồng trần tịnh thổ nhiều mỹ nữ và tồn tại mãi mãi, bởi vì đệ tử của người có hai nguồn gốc. Một là có sư trưởng xuống núi du ngọn, thu nữ tử đáp ứng được yêu cầu và đệ tử và làm đệ tử. Hai là hồng trần tỉnh thổ có một gốc cây đào tiên, ăn đào tiên có thể khiến nữ tử mang thai. Cái đứa trẻ được sinh ra tự nhiên sẽ là đệ tử của hồng trần tinh thổ. Hồng trần tiên tử cũng đã ăn đào tiên, và tôi cũng là một trong số hậu thuẫn của người. Vẻ đẹp của tổ sư, quả thực người phàm tục như tôi sao có thể so sánh được. So sánh với hồng trần tiên tử bạn cũ duy nhất, ta nhiều lắm cũng chỉ tính là mỹ nữ 5.000 năm mới gặp một lần thôi. Hồng trần tiên tử quan hệ rất lớn, đó nàng ở chỗ ngươi chỉ là gây thêm phiền phức. Hơn nữa nàng là tổ sư hồng trần tịnh thổ. Vợ tình và lý vẫn nên đưa nàng đó vào hồng trần tịnh thổ. Mộng giang hồ người thấy thế nào? Tất nhiên là không được. Hồng trần tiên tử ở chỗ ta ngủ 3 năm lâu như thế, sớm đã quên nơi này rồi. Người không được đem nàng đi.
Hồng Trọng Thiên tự ở chỗ ta ngủ 3 năm lâu như thế. Ồ, ta biết quy tắc của các ngươi, chuyện khó giải quyết sức mạnh đi đầu, cường giả vi tôn, nhược giả cạp đất. Tới đi, để ta với mộng giang hồ ngươi làm mấy chiêu. Vậy xin đắc tội với người, cả thần cũng vậy. Nhân hồn thì sao, mọi người ở đây cũng là hồn hết. Địa vị của ngươi cao hơn bọn ta sao? Nói đem đi là đem đi sao? Cả cửu châu tôn thờ nhân hồn điện thì sao? Thì cái thờ thiếu tôn trọng hai đại hồn triều bọn ta vậy sao? Ngự y, nhanh truyền ngự y tới cứu người. Hả Hà Trốn, mấy năm gần đây có chuyện gì vậy? Linh lực của ta chẳng lên được chút nào, cảm giác như cơ thể cứ như bị thủng lỗ chỗ vậy. Linh khí, linh khí vào bao nhiêu thì tuần tra bấy nhiêu. Sư tỷ tịnh tâm chắc tỷ trong tông môn bận lắm nhỉ, còn nhớ tới sư muội Kim Đăng Kỳ của tỷ không? Thật là muốn thỉnh giáo sư tỷ một chút kiến thức để tu đạo quá đi. Đỗ Hình Nhi, mỗi ngày ngươi đều niệm Phật với tịnh tâm thánh nữ vậy, không ai trong chúng tôi dám đến gần tỷ cả, mặc dù tỷ không phải là một người nghiêm khắc nhưng cảm giác có chút xa cách. Đâu có sư tỷ, mùi mùi có chút vấn đề trong lúc tu đạo nên là mùi có chỗ nào không hiểu sao? Sao có gì mà không hiểu, cứ tới hỏi ta. Dạ cảm ơn, cảm tạ sư tỷ. Tịnh tâm sư tỷ rõ ràng rất là ôn nhu mà. Sư tôn xin thứ lỗi, chúng tôi cần đưa sư tôn ra ngồi. Bỏ đi, ai bảo ta không phải là hậu nhân của Hồng Trần tổ sư chứ? Chỉ là con nhóc lúc 28 tuổi đã bị trưởng giáo đời trước mang về núi mà thôi, không có khả năng chống chứa mị lực của tổ sư. Sư tổ là của ta, ai cũng không được cướp. Chết tiệt, tại sao Giang Ly không sao? Ngược lại trưởng giáo như ta lại chả khác gì là người ngồi. Hồn Trần tiên tử sắp tỉnh dậy rồi. Con cháu đời 36 tịnh tâm bái kiến tổ sư, 72 đời nhân hồn bái kiến Hồng Trần tiên tử. Ngươi là hữu nhân của ta sao? Ta là ai? Không biết tổ sư còn nhớ được bao nhiêu chuyện của cổ nhân, chỉ còn nhớ rằng ta đã thức dậy từ những tinh thế này. Dường như có cái gì đó bên người tinh thợ đã trói buộc ta. Sau khi giải trừ, ta liền đi xuống núi, đi thẳng về phía đông, qua hai thị trấn nhỏ ven sông, đến khu rừng. Đi một đường, càng đi càng thấy buồn ngủ. Sau đó tới một gốc cây đại thụ, ngủ tiếp đi. Khi tỉnh dậy, ta thấy mình đang ở trong một kim ốc, có một nam nhân nhìn ta đắm đuối. Ta hỏi cũng không trả lời, chỉ biết cười ngây ngô. Ta thấy thật vô vị nên đã ngủ tiếp. Cứ lặp đi lặp lại như vậy vài lần, giờ mấy người liền xuất hiện trước mặt ta. Mấy ngài còn nhớ chuyện ở tiên giới không? Hoặc là chuyện của ngài ở hạ phàm thì sao? Hồng Trần tiên tử đã mất ký ức lúc sau khi tỉnh lại. Nói cách khác, cơ thể vật lý không còn giữ lại được ký ức trước đó sau khi sống lại. Đây là nơi tiên tử đã thức dậy. Sau đó ngài đi qua hai thị trấn nhỏ dọc theo con sông này, đúng không? Ta buồn ngủ, tổ sư xin ngài cứ đi nghỉ trước đi. Ngài phát hiện ra thứ gì sao? Từ khi ta lấy chìa khóa cho báu của các ngươi, các ngươi ngay cả tiền mua linh cốc cũng không lấy ra được, buộc phải xuống núi tìm cách kiếm linh thạch. Mặc dù đã mặc ngươi, ta liền trả lại chìa khóa mặt của ta, nhưng các ngươi vẫn nhớ bài học. Một số người đã chuyển đến đây từ thời một mộng giang, đó họ định cư ở đây phải không? Dạ vâng, có một số phạm nhân đã di cư qua đây.
Người phàm ở Cẩu Châu có nghĩa là tu sĩ cả đời đều chỉ có thể luyện khí tiên kỳ. Những phàm nhân này đã xây dựng nên thị trấn. Ngõ trừ thượng hạ trấn, hạ trấn mà ngài vừa chỉ có tổ sư xem. Còn có 6 thị trấn khác. Họ trồng lên cốc, hàng năm đều gửi chúc cho chúng tôi. Vấn đề chính là chỗ này. Hồng Trần Tiên Tử Bạch Nguyệt lần lượt đi qua 2 thị trấn nhỏ nhưng ngài vẫn đi qua được. Bằng dung mạo của ngài á, người trong thị trấn làm sao có thể không biết? Nhưng mấy người lại không nhận được một thông tin nào. Khiến tổ sư nhà mình mất tích 3 năm cũng không ai biết được. Đúng thế, mộ thất tổ sư vị trí hẻo lánh, đi xuống núi không ai nhìn thấy cũng coi như hợp lý. Đúng thế, mộ thất tổ sư vị trí hẻo lánh, đi xuống núi không ai nhìn thấy cũng coi như hợp lý. Nhưng ban ngày ban mặt đi ngang qua thị trấn náo nhiệt là không ai nhìn thấy thì thật lấy làm lạ đó. Không thể nào. Không thể nào, mỗi thị trấn đều có một vị sư muội kim đang đang tọa trấn. Họ thị trấn nhỏ kia hàng năm cũng cấp linh cốc phẩm chất cũng rất tốt. Sao lại để xảy ra chuyện được chứ? Phát hiện vấn đề nhưng không đi giải quyết, lại còn phủ định vấn đề. Này thì nam nhân thích nữ nhi ngốc nghếch chứ. Quyển sách chứa tiểu thư vô dụng. Sư tôn còn khẳng định chắc nịch rằng cái quyển sách đặc biệt hữu dụng đấy chứ. Cái gì mà sách bán chạy nhất Cẩu Châu chứ, lừa đảo à? Lão sư tình dục 100 phương pháp khiến nam nhân phải chủ động. Wow, sách xịn đó. Cũng muốn lấy thử một quyển. Tốt xấu gì cũng là do ta viết mà. Thật kỳ lạ, Hồng Trần Tổ Sư, người khiến cả tiên thần đạo tâm cũng phải dao động. Mà tới đây cũng không khiến ai phải gợi lên một chút bột sống nào. Ở đây mình thấy có chút tức giận. Dù có là tiểu nhị, tiểu thương hay là người đi đường, đều là người chết. Toàn bộ Thượng Hà Trấn đều là tử thành. Người chết làm sao mà có thể cảm nhận được mỹ nhân? Hai vị khách quan nhìn lạ mắt đây. Hai vị chắc từ bên ngồi tới đúng không? Thật hiếm thấy. Vị này chắc từ Hồng Trần tịnh thổ tới đúng không? Tiểu nhị, ta muốn hỏi ngươi chút việc. Đưa lên thạch đi. Khách quan, thế này thì không được, không được đâu. Hai vị là quý nhân từ Hồng Trần tịnh thổ, sao có thể thu tiền hai vị được? Tiểu nhị động tác tự nhiên lưu lốt, không lấy được một nửa điểm cứng ngắc nào. Chỉ bằng mắt thường nhìn nó thì nhìn cũng không khác gì là người sống là bao. Để ta dùng thần thức kiểm tra một chút. Đan điền, thức hải đều có sự xuất hiện một cỗ trùng. Một cồn khống chế hành động, một cồn khống chế tư duy, là thủ pháp điều khiển thi thở kỹ thuật rất cao. Là thủ pháp khống chế thi thở độc nhất của cổ nhân tộc. Là thủ pháp khống chế thi thở độc nhất của cổ nhân tộc. Mấy năm nay có tiên tử đặc biệt xinh đẹp nào Mấy năm nay có tiên tử đặc biệt xinh đẹp nào đi ngang qua đây này hay không? Ngài đừng có nói chứ, hồi năm trước, không, 3 năm trước, có một vị tiên tử đẹp như trong tranh bước ra, nàng ấy có đi qua đây này. Mọi người ngay cả cơm cũng không ăn, đều phải chạy ra ngồi xem, nhưng tiên tử không nhìn lấy chúng tôi một cái. Còn có người muốn đi theo tiên tử, nhưng bị viên tiên tử này ngăn cản lại rồi. Viên tiên tử là, chính là viên tuyên linh tử tọa trống nơi này. Mười là một vị cổ tộc nhân. Viên tiên tử này nhìn thấy mỹ nhân là phản ứng như thế nào? Có lộ ra với mặt si mê hay không? Có tiến lên bắt người hay không? Khách quan, ngài đừng có nói thế. Viên linh tiên tử sao có thể mà thô lỗ như vậy được? Thần sắc nàng vẫn như thường, chỉ là nói vài câu tán thưởng vị tiên tử kia thật đẹp. Viên linh sư muội là cổ tộc nhân, đương nhiên không phải là hậu nhân của Hồng Trần tổ sư. Sao muội có thể không bị ảnh hưởng được? Đúng rồi, người có biết là người đã chết rồi hay không? Khách quan, ngài đã nói cái gì vậy? Được thôi, ngươi cứ làm việc tiếp đi. Dạ vâng. Tại sao Biên Linh lại không chịu ảnh hưởng của tổ sư? Còn có một vấn đề, muội hẳn mới chỉ là kim đan kỳ, nhưng với cái trình độ bồi dưỡng cổ trùng, những người này giống y như đúc người sống, không biết bản thân đã chết. Làm sao cũng không thể là chuyện mà một kim đan kỳ có thể làm được. Thủ pháp điều khiển thi thở có thể duy trì hoạt động sống bình thường này cực kỳ cao tay. Chỉ có hóa thần kỳ mới có thể phát hiện dấu vết. Nhưng cũng không nhất định chỉ có cổ tộc nhân mới có thể dùng cổ. Ta hành tẩu giang hồ nhiều năm gặp qua không ít chuyện ly kỳ cổ quái.
Đáng tiếc cổ tộc suy thoái, lựa chọn ẩn thân. Ta cũng không biết nhiều về cổ tộc. Đã bao lâu rồi mấy người không đến đây? Phàm là hóa thần kỳ tới một chiến thì cũng không đến mức như vậy. Hóa thần kỳ đã tới cốc. Trong mắt các trưởng lão trong bồn vội, lên cấp chỉ là chuyện nhỏ, không lo rằng lên cấp sẽ xảy ra vấn đề gì. Bởi vậy trong môn chỉ phái những tu vi vô vọng kia, chỉ có đệ tử kim đan kỳ tọa lạc ở đây. Đỡ một quản sự nguyên anh kỳ quản lý tám trấn nhỏ là được, sẽ không có đỡ vấn đề gì xảy ra. Nhưng bây giờ đã có vấn đề rất lớn rồi đấy, là tôi thất trách. Nhưng đầu tiên tôi phải tới tìm Viên Linh một chuyến. Viên Linh không ở đây, ta vừa dùng thần thức đi tìm rồi. Thượng Hà Trấn không có khí tức của kim đan nữ tu. Tuy nhiên Hạ Hà Trấn Tiêu Uy nhận thấy có một nữ tu kim đan, chắc là bộ họ đấy, là Đỗ Hình Nhi sư muội, muội ấy tọa lạc ở Hạ Hà Trấn. Linh lực vẫn không tăng lên, có lẽ ta thật sự không thích hợp cho việc tu luyện rồi. Loại người không có thiên phú như ta ở lại môn phái cũng là gánh nặng, ra ngoài làm chút việc cũng tốt. Như vậy các sư tỷ có thiên phú cũng không còn lãng phí thời gian tới nơi này. Ai nói muội là gánh nặng chứ? Tỷ, sao tỷ lại tới đây? Mấy năm không gặp rồi. Tốt quá, em lại gặp phải mấy cái vấn đề khi tu luyện rồi, cứ mãi em muốn thỉnh giáo tỷ. Là sư tỷ có lỗi với muội. Là sư tỷ thất đức. Sư tỷ nói quá lời, không phải chỉ là giảng giải tri thức tu luyện cho ta sao? Đâu phải chuyện lớn gì đâu. Ta xin lỗi. Mấy năm không gặp đã là âm dương cách biệt rồi, biến thành tử thành. Không chỉ có Thượng Hạ Trấn mà cả Hạ Hạ Trấn. Sư tỷ tĩnh tâm, không khóc nữa. Xin lỗi, tôi thất lỡ rồi. Sư tỷ, tỷ vẫn còn chưa nói với ta đó. Vị này là nhân hồn đương nhiệm Giang Ly. Này, thì ra đây chính là người mà sư tỷ hay nhắc đến. Nhân hồn, nghe nói rõ võ công của ngài vượt trội, đỡ nhất cửu châu. Trên trời dưới đất cũng không ai có thể so sánh được, là thật sao? Ta cũng đã từng cho rằng bản thân là toàn năng toàn diện, nhưng bây giờ phát hiện ra ta không thể phi thăng thành tiên được, cũng không thể đảo ngược sống chết. Ta chẳng qua cũng chỉ là một người phàm mà thôi. Không nói cái này nữa, chúng ta không gặp được Viên Linh trên Thượng Hà Trấn, cô ấy đi đâu rồi? Không rõ nữa. Gần đây Viên Linh sư tỷ đã rời khỏi Thượng Hà Trấn rồi, hình như đã đi mấy tháng rồi. Nhưng vào vụ thu cô ấy sẽ quay lại. Hử? Đó là những chuyện đã xảy ra trong mấy ngày qua. Ta muốn đi xem tình hình ở Thượng Hà Trấn. Tốt quá rồi, cuối cùng mà ta cũng có thể nghe sư tỷ giảng giải kiến thức tu luyện rồi. Vậy nhân hồn, ta có thể xin ngài dạy ta tu luyện được không? Được. Tu vi của ta vẫn luôn dừng lại ở kim đan, không tăng lên được. Tại sao lại như vậy? Rõ ràng là ta đã rất cố gắng, có phải là vì ta không có thiên phú không? Điều đó là bình thường. Việc tu luyện không thể gấp gáp. Từ từ rồi sẽ tốt lên thôi. Ta cũng đã từng có lúc như vậy. Vậy à? Vậy ta lại có thêm chút lòng tin với bản thân mình rồi. Tu luyện tử thi sao có thể khiến cho tu vi tăng cấp được? Cho gọi thống lĩnh Trương Khổng Hổ của Điện Nhân Hồ. Giang ca, Khổng Hổ người đến Nam Tân Cương tìm cổ tộc nhân. Tìm bộ họ có việc gì sao? Ngươi điều tra một chút có thể dùng người chết để tự do hành động. Thì cổ có thể khiến cho người chết không biết mình đã chết. Còn tu vi gì mới có thể luyện được chứ? Tốc độ nhanh chút. Đi đi. Được.
Huynh có thể giúp ta dùng thần thức nhìn những tiểu trấn xung quanh không? Thần thức của ta chỉ có thể bao phủ được Thượng Hà Trấn, Hạ Hà Trấn. Tất cả đều bình thường, đều là người sống. Vậy thì tốt. Lại nói, ta vẫn luôn rất hiếu kỳ, rốt cuộc thần thức của huynh có thể bao phủ được phạm vi lớn như nào? 8 tiểu trấn, không biết nơi đây chỉ có 8 tiểu trấn. Vậy nếu có vô số tiểu trấn thì sao? Là có phải là cũng có thể? Ồ, cuối cùng mà Viên Linh cũng quay lại rồi. Vẫn chưa uống đủ, ta vẫn có thể uống tiếp. Ta muốn tìm thêm linh thạch, đi mua rượu đi. Ai đấy, dám động chống Hồng Trần? Nói, mua để làm gì? Tại sao mấy tháng nay đều không vừa? Cô gái Viên Linh này thì ra là vậy, chẳng trách không chịu ảnh hưởng của tiên tử Hồng Trần. Tĩnh Tâm sư tỷ, sao tỷ lại đến đây? Tỷ nghe ta giải thích đi, ở đây không có gì cả, chỉ có một cái đám người phàm chỉ biết đồng trộn thôi. Vậy nên ta đến Mộng Giang Hồn Triều cho một thời gian. Nhưng mỗi lần đến vụ thu ta đều trở về. Tỷ xe mỗi lần ta đều nập lên cốc. Đúng theo đúng lúc đúng kế hoạch. Sự này chưa bao giờ mà trì hoãn. Đúng vậy, chính là vì trước giờ linh cốc chưa bao giờ có vấn đề gì, vậy nên mới có không có ai đến kiểm tra. Vẫn chưa biết linh cốc xảy ra vấn đề gì mới có thể phát hiện được cái vấn đề của hai tiểu trấn này. Vậy tại sao toàn bộ Thượng Hạ Trấn và Hạ Hạ Trấn không có lấy một người sống? Tỷ phát hiện ra rồi. Ta cũng không muốn vậy đâu. Đến Mộng Giang Hồn Triều chơi rồi quay về phải cất linh thạch, nên ta đã lấy hết một chút linh cốc để mua linh thạch, chỉ một chút thôi. Cái đánh điêu giòn kia chơi linh thạch của ta ít không làm nữa. Khi đó ta cũng gấp nên đã giết chết mấy cái tên điêu dân dẫn đầu gây sự rồi. Kết quả có người lập ồn muốn đi báo tông môn. Trong đầu ta tồn hận thù nên đã giết hết bọn chúng. Sợ tông môn phát hiện, ta dùng thi cổ khống chế đan điền của bọn họ, để bọn họ vẫn trồng linh cốc như cũ. Lại vì cái loại lý do đó mà đem người trên trốn. Vậy Hà Trấn thì sao? Đỗ Hình Nhi là sư muội của người đó. Làm sao mà ngươi có thể xuống tay được? Hết cách rồi, Hà Trấn quá là gần đến này. Ta sợ Đỗ Hình Nhi sư muội nhìn ra đầu mối. Vậy nên giết luôn cả cô ấy. Cái tên tiện giết chết tất cả người dân ở Hà Trấn. Sư tỷ xem đám bọn họ trong linh cốc. Sau này chúng ta sẽ không còn dùng linh thạch nữa, tốt biết bao. Nhưng 3 năm này tông môn vẫn luôn phát linh thạch đỡ cô ta mua linh cốc. Đương nhiên cô ta sẽ không đem linh cốc cho một đám người chết, mà là đều đem cống cho sự hưởng thụ ở Mộng Giang Hồn Triều. Chỉ là Viên Linh chỉ dựa vào đan điền của thi cổ mà khống chế hành động. Những người trốn trên đều là cổ trùng trong đan điền và thức hải của họ. Vậy dùng cổ trùng khống chế tư duy trong thức hải là... Sư tỷ tỷ đại nhân, đại lượng, tha thứ cho ta một lần đi. Tôi phải đảm bảo với tỷ, sau này sẽ làm lại cuộc đời. Không có sau này đâu, ngươi có biết không? Ngươi đã chết rồi. Đúng. Nguyên Linh cũng chỉ là một thi thợ bị thi cổ khống chế thôi. Chẳng qua chỉ là cô ta hồn toàn quên mất. Hết cách rồi, chỉ có thể hành động trước. Hạ trùng 50 năm cuối cùng cũng có ít rồi. Các vị sư tỷ sư muội trốn Hồng Trần, đừng trách ta. Muốn trách thì phải trách Giang Nhân Hoàng. Mới chết rồi sao có thể chứ? Tĩnh Tâm sư tỷ đang hù dọa muội thôi đúng không? Viên Linh cũng không biết mình đã chết sao. Vậy thì càng không hy vọng cô ta có thể nói người nào đã giết cô ta.
Tớ đã hiểu một phần nào đấy rồi. Đầu tiên là viên linh giới sạch người của hai trấn nhỏ dùng thi cổ khống chế tất cả mọi người giúp bọn họ sinh hoạt bình thường. Chẳng qua với trình độ của cô thì chỉ có thể sử dụng đan điền thi cổ, chỉ có thể khống chế hành động của thi thể. Sau đó lại có người giết chết viên linh, dùng thi cổ khống chế viên linh. Sau lại dùng thêm thưởng thức hải cốt trùng lên tất cả mọi người để khống chế tư duy. Cứ như vậy người của hai đứa nhỏ cũng không khác gì là người sống. Nghiện anh kỳ tới kiểm tra cũng nhìn không ra có vấn đề gì. Mục đích của kẻ đứng sau chuyện này là gì? Ngài có thể ra ngồi một chút được không? Tao muốn ở một mình với viên linh một chút. Nụ cười này thật sự khiến ta nổi hết cả da gà rồi. Được, vậy ta ra ngồi đợi cô. Tiếp theo xử lý chút vậy. Khiến ngài đợi lâu rồi. Đỗ Hình Nhi bên kia hình như sẽ ra vấn đề rồi. Cái gì? Hình như không biết hai chúng ta đang ở đây. Người trong đó sau khi thu hoạch linh cốc, để linh cốc lột vỏ thành linh mỡ, tất cả đều được ở đây. Đây chính là linh mỡ bọn họ được thu nạp lên. Việc này sẽ có chuyên gia phụ trách, cũng không cần tới Hình Nhi phải làm đâu. Cô ấy chỉ còn giám sát thôi. Tại sao cô phải vất vả tự mình bỏ một vài linh mỡ này vào đống kia như vậy chứ? Vậy này cũng chỉ là linh mỡ bình thường thôi mà. Tôi khuyên ngươi là không nên dùng thần thức để xem vài linh mỡ này thế nào đâu. Nếu không, trong lòng sẽ không chịu nổi. Ngài nói như thế không phải cần khiến ta muốn kiểm tra thế nào sao? Hử? Có thể chẳng thần thức sao? Vậy thì để ta tăng cường thần thức. Ta không tin. Hả? Đây đâu phải là một vỏ linh mỡ đâu. Đây là một vỏ cổ trùng ngụy trang thành linh mỡ. Thế nhưng sư muội mới đang làm cái gì thế? Không phải môn phái có quy định phải đổ một vỏ linh mỡ này vào cái đống linh mỡ kia sao? Là ai nói hùng trong tinh thủ? Khi nào lại có loại quy định này vậy? Biết đây là thứ gì không? Không phải là linh mỡ sao? Có thứ khác sao? Tờ có một số chuyện cần bàn với sư tỷ của ngươi. Ngươi ra ngồi đợi trước đi. Dạ. Cả người bóp méo nhận thức của Đỗ Hình Nhi đều khiến cô cho rằng đó chính là một vỏ linh mỡ bình thường. Đây là thủ đoạn của thi cổ. Những con cổ trùng này cho dù có nấu chín thì vẫn còn sống, sinh mỡ dường như còn thịnh vượng hơn. Có người cho cổ trùng vào trong linh mỡ để cho người của Hồng Trần Tịnh Thổ các ngươi ăn, cũng chưa biết là tác dụng của cổ trùng là thế nào. Giang Huynh đã tìm được cổ tộc nhân rồi. Tốt, vừa đúng lúc. Bọn họ nó đỡ có thể luyện ra được thi cổ làm cho thi thể đã chết hành động như thường thì tối thiểu cũng phải ở hợp thất kỳ. Nhưng theo ghi chép của sư trưởng thì người mạnh nhất của cổ tộc cũng mới chỉ là Nguyên Anh thôi. Đợi lại hỏi ai mới có thể luyện cổ thuật? Họ nói phải đọc sách cổ được cất giữ trong đền thờ tổ tiên mới được. Cổ thuật sách cổ canh giữ nghiêm ngặt, người ngồi không thể tu luyện. Nhưng đợi đã thử một chút, có thể dễ dàng trộm được sách cổ ai cũng không phát hiện ra. Tất nhiên đỡ đã trả lại chỗ cũ rồi. Ồ đúng rồi, bọn họ còn nói bồi dưỡng khống tâm cổ hướng minh và cấm chỉ của cổ tộc cổ đã bị mất trước đây. Bọn họ ẩn thế không thể xuống núi, hy vọng nhân hồn điện công bố tin tức để mọi người có thể cẩn thận hơn. Khống tâm cổ, đúng, cổ tộc nói loại cổ trùng này cực kỳ đáng sợ. Chỉ cần đỡ người nuốt loại cổ trùng này, cho dù sau này có trở thành hợp thở hóa thần, chủ nhân của cổ trùng này cũng có thể khống chế tâm thần của người đã nuốt, mà người nuốt nó cũng không thể phát giác ra được. Để xem đây có phải là khống khống tâm cổ hay không. Đúng đó, là nó đi. Kích kén như linh mỡ, nhỏ như đuôi tóc, gặp nước yên lặng, gặp lửa sinh động. Gia Huynh, Huynh đã tìm đâu ra cái một bát lớn như vậy? Đã thêm cổ trùng vào trong linh mỡ bao nhiêu năm rồi?
Đã có bao nhiêu sư muội ăn nó rồi, sư phụ Tích Cốc thỉnh thoảng có ăn chút nào không? Hồng trần tịnh thổ có bao nhiêu người bên trong có khống tâm cũ?